Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của Phương nha. Chiều nay Phương ghé lại quầy bánh xèo miền Tây rau rừng của mấy bà cháu này cả nhà, ở số 21 đường Đông Bắc quận 12 nha. Chia sẻ một vài hình ảnh ở chỗ bán bánh xèo chiều tối ngày hôm nay, cô chú anh chị mình xem nha. Ở đây bán vào lúc 1 giờ trưa cho tới 10 giờ tối. Hello bé Hà, mà nội nó hôm qua tới 11 giờ, hôm qua con có đứng chiên tới 11 giờ mấy giờ không nổi kiểu gì kìa. Đây 1 giờ trưa bán cho tới tối luôn nha cô chú anh chị. 30.000 một cái nha, bánh xèo, tôm thịt. Ăn kèm với rau nước mắm nha cả nhà. Đây, bánh xèo mới vừa chiên xong luôn ha. Còn nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn. Nó Trâm đang làm gì đó. Đang sắp lá chuối nha. Bánh xèo chiên ra để trên dĩa, có lá chuối cho nó không có bị dính dĩa là dính bánh với nhau cả nha. Đây, bà nội đang chiên, hiện tại thì có một bà nội đứng chảo rồi, chiên ba chảo nha. Bà nội thì đang làm rau cho khách mua mang về. Ở trong nhà hiện tại thì mình thấy có khoảng 5 bàn, được gần 10 người khách. Chiều tối thì ở đây bán được nha cả nhà, buổi trưa thì nó hơi vắng chút xíu. Có trưa, có mấy ngày cuối tuần thì nó đông. Lúc nãy bà nội mới thông báo rồi, quán bánh xèo hàng tháng sẽ nghỉ vào ngày chay nha cả nhà, hai ngày chay, ngày mùng 1 với ngày 15 âm lịch, hai ngày nó sẽ nghỉ nha. Còn nếu mà có công chuyện đột xuất ở trong tháng thì thông báo nghỉ, cố định là hai ngày đó nghỉ, hai ngày chay. Thì ngày chay nhiều người ta cũng ăn chay á, ta cũng ít có đi ăn bánh xèo nữa, hai ngày đó nghỉ cho mấy bé với lại ông bà nội nghỉ ngơi luôn. Tại thì ông bà ngoại đã về quê rồi nha cả nhà. Thứ ba thì đi rước mấy bé chưa có về. Bà ngoại thì mới về quê sáng nay, lên chơi được một tuần lễ về đó. Ăn đây hả chị? Ăn đây chạy nhà luôn. Một cái 30k. Ở đây ngồi ăn cũng rộng rãi thoải mái lắm cả nha. Rau thì ăn thoải mái, ăn hết rau thì xin thêm, không có tính tiền. Có bồn rửa tay xà bông sạch sẽ luôn. Đây, này là bà ngoại về quê rồi, hiện tại thì tiếp ba chưa có về, đi rước em chưa có về thì hai bé đứng phụ bà nội nha. Vô bánh, vào bánh cho khách. 30k. Hai cái 60k. Bốn bánh nha anh trai. Bốn bánh ha, bốn bánh luôn, đầy đủ ha. Bốn bánh. Bé Hà đi ra ngoài đưa rau trước. Chưa có bánh, đợi lấy bánh. Nhiều khách đưa rau thì cũng có bánh luôn rồi, trả tiền xong rồi đi luôn, rồi chưa về nhà dở ra không có bánh xèo. Bốn cái, 4 cái 120.000. Hay có mua bánh đặc biệt thì 40-50 cái nha, nhiều tôm thịt hơn. Nhiều khách lên đây thích ăn đặc biệt có nhiều tôm thịt đấy nha. Hiện tại thì có ông nội, bà nội với chị Thúy, phụ việc với lại Trâm Anh, Hà Anh bán cũng 5 người rồi, cũng thấy cũng 5 người rồi. Có bà cố phụ phía trong nữa. Tính ra ở đây là cũng nhiều người bán nữa nha. Ngoài bánh xèo này là nhiều người bán. Nhưng mà khách tới đây đông mà chờ là lý do là do bánh xèo chiên ra không kịp nha. Chứ lực lượng ở đây cũng đông lắm, người phụ thì đông lắm. Chiên một lúc được có 5 chảo thôi mà nhiều người mua quá thì phải chờ. À,
giao bánh thua tiền. Bốn cái 120 ngàn. Em gái này cũng mua về 2 cái. Rồi ông nội ra tay rồi, ông nội ra nhóm 2 cái bếp, 2 cái chảo này. Tối là phải chiên 5 chảo mới kịp cả nhà. Khách mua về. Nếu như một mình bà nội chiên thì bán ở trong nhà không thì ok. Mà do có khách mua mang về á, bây giờ là hết bánh rồi nè. Hết bánh này. Đủ chiên. Đó, bánh ra không đủ, hết bánh rồi đó. Trời mới mua 5 cái, 4 cái. Nhóm lửa, ông con nội nhóm lửa. Tuổi này nó bắt lừa được cái anh trai vậy. Bột luôn, cho ông nội một số bột. Ta đi làm về ta ghé ta ăn bánh xèo luôn, về nhà khỏi ăn cơm, khỏi nấu cơm, đi chợ. Trái quá trời, tiếng này đóng lắm à. Ở trên kia cái bàn nước đó. Tối là Phương thấy thường thường là ông bà nội chiên không à nha cả nhà, bán đông rồi cho bé Hà ra chạy bàn. Buổi trưa trưa thì bé Hà sẽ chiên cho ông bà nội nghỉ ngơi. Khách vô, khách vô. Chị gái, chị gái học nghề. Bếp mới luôn nè, bếp mới lên luôn. Chị gái đi ăn khen quá trời cả nha. Quá ngon.
nội lên được hai chảo bắt đầu đổ luôn rồi đó nha cả nhà. Chị thấy xin đổ học nghề. Ăn ngon quá. Rồi khách vô luôn. Đây có khán giả hâm mộ tới ăn bánh xèo chụp hình nữa. Bé Trâm, cho hỏi cô ăn mấy cái kìa. Rồi khách vô nùm nộp luôn nha cả nhà. Đó, giờ này tao mới đi ăn nè. Quá trời đồng. Ba cái, một bịch hai, một bịch một. Ông nội đi đâu rồi? Ông nội đi sắp xe rồi. Ô, lên luôn. Đứng đây ha, vô trong luôn. Rồi, chạy vô nhà luôn. Không biết còn chỗ ngồi không nha cả nhà. Quá đông mà. Rồi buổi chiều cái tầm khoảng 5 giờ trở lên là khách đi ăn đông lắm. Đây bé Trâm dọn bàn nha, dọn bàn cho khách mới ngồi nha, cho một rổ rau tươi xanh luôn. Còn bé Hà nhảy qua bánh xèo khác luôn. Ồ, khách đông quá. Quá đông, quá đông. Gia đình chị này ba người lớn một bé đi ăn 7 cái nha, bánh xèo 7 cái lần chị. 7 cái. Bánh xèo. Bánh xèo ngon không chị? Ăn ngon không chị? Quá ngon ha. Ăn có 7 cái. Đi 4 người ăn 7 cái cả nhà. Trời đá không tính luôn. Trời đá miễn phí. Trời đá miễn phí mà. Không đỡ luôn. Ngon không con? Ăn ngon không con? Con ăn mấy cái? Rồi ăn hai cái luôn hả? Ăn hai cái luôn quá dữ. Ngày mai đi ăn nữa. Mình ở gần đây không chị? Dạ, ngay tư hút luôn. À cũng gần đây ha, lên này cũng gần lắm. Mà không biết thì dông qua bên kia. Dạ. Thôi bé hóa ăn bánh xèo. Hai cái nè. Hai cái luôn cả nhà. Bây giờ gửi xe kia đi bộ là lấy xe mới đã nè. Rồi đi ô tô tới đây ăn á nha. Gọi đi giảm cân đấy. Ngộ đi giờ giảm cân đi. Có đông mà chiều tối có đông ha. Người Liên Xô ha. Dạ dạ. À, cảm ơn anh chị nha. À, dạ nhớ cái gì ghé ủng hộ bé nha. Cảm ơn chị. Dạ dạ. Đồng hết rồi, xong một đoàn khách rồi. Mấy bé phụ chạy bàn cũng được có cả nhà, nhưng mà không có lanh thôi, có tiếng ba với bà ngoại thì chạy bàn nhanh lanh hơn. Mấy bé thì hơi bị động chứ không có chủ động. Thấy khách vô phải chạy ra hỏi khách liền. Nè đây nè. Lao bàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bánh ra chưa kịp rồi, ở trong nhà hình như là ba bàn đang chờ để chưa có bánh nữa cả nhà. Chị Thí vậy lên đây chị phụ chờ bàn luôn rồi. Nhiệm vụ của chị Thí là dưới bếp thôi, lên đây phụ chờ bàn. Con này ông nội chiên nghe xíu nha. Thấy cũng lăn xăng. Rồi, thứ ba về rồi. Lâu lâu chở mấy bé đi chơi vòng. Ha ha ha.
nội là chuyên nghiệp rồi.